Xin chào bạn nha, mình là Mỹ. Nay thì mình sẽ test súng, test map mới. Nay test map mới tiện mình sẽ test về khẩu này xem là có bị fix hay không. À đủ. Đậu phộng. Như một số bạn bảo phiên bản này thì là sẽ bị fix, mình chả biết có fix hay không. Cái định mệnh. Cái map mới này mình chả quen. Nhiều hướng quá. Nhìn theo nhìn thấy thì là có bị fix cái gì đâu nhỉ? À đủ. Hoàn toàn không bị fix cái gì cả. Em nói thì vẫn ngon trai. Ôi giời ơi, là còn chơi cận chiến nữa, thôi kệ. Oh fuck. À đủ. Khá nhiều hướng đi rồi mình chả biết đi hướng nào. Mặc dù map này chơi rồi nó vẫn còn lạ lẫm đối với mình. À đủ. Nào thì nhờn đi. Lại nữa không? Nhờn nữa đi. Nhờ nữa đi. À đủ. Nhờn. 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 À đủ. Thanh niên này đã ở trên cao rồi. Nhân. Mình sẽ chịu trong này. Ờ. Nhân. 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 Lại ngõ cụt. Nhân. Nhân. À đủ. Trên cao phải. Đúng thật. Hiện tại như các bạn thấy thì hầu như là không bị fix gì ở phiên bản này cả. Vẫn ngon trai như ngày nào. Độ melee của em nào vẫn không bị fix. Đấy. Chắc là phải phiên bản sau nó mới fix cơ. Thôi cứ để phiên bản sau đi. Chứ phiên bản này thì vẫn dùng nhiệt tình cũng được. Làm đạn đã. Đi đâu? Ai cho đi đi. Đâu nhỉ?
Khổ quá. Nhân đi xuống dậy. Ôi giời ơi, trên mới dưới. Khó chịu thật. Ăn anh à? Khế đi đâu? Làm gì đây? À đủ. Chết không? À mày thế không chết. Có gì đó không ổn đây. À đủ. Tự dưng ngắm rồi lại bỏ ra, thành ra mất. Có cái gì đó đang hot đây. Đúng vậy. Map này nhiều ngã rẽ thật. Hầm hứa quá. À đủ. Mình chết. Hay định mời. À đủ. Trời ơi, chuột nó không kéo xuống nữa. Đấy, phiên bản này các bạn mong được rồi nha. Là hoàn toàn là không bị fix. Đặt cờ lại. Đặt cờ lại. Fuck. À đủ. Chơi lộp. Ok. Mình là người trân trọng, không cần lục. Ở đâu nhỉ? À đủ. Chết mày đi cho mày chừa. Đi đâu? Ôi trời ơi, hết trận rồi. Hey, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình những clip sau nha. Xin chào tạm biệt các bạn nha.